Rồi, viết phương trình hóa học. Ok, ở đây chúng ta có ABCD gì đúng không? Rồi, các con viết phương trình vậy thôi. Kim loại Mg phản ứng với HBG đúng không? Mg này cộng với HBG. Thì sao phản ứng H nó bị đẩy ra các bạn? Mg là một kim loại hoạt quá mạnh cho nó đẩy H ra nhẹ nhàng, ra MgBg2 cộng với H2 bị đẩy ra. H2 bay lên bị đẩy ra đó các bạn. Cân bằng là 2HBG. Rồi, phương trình Pi. Dung dịch KH HCl. Phương trình easy nhất mọi thời đại, ga KCl là cộng nước. Phương trình C. CaCO3 cộng với HCl. Đúng rồi. Thì ra được là CaCl2 cộng H2O cộng CO2. Rồi. Phương trình D, AgNO3 cộng với CaI2, hợp chất khá là lạ đúng không, sẽ tạo ra AgI đúng không, AgI kết tủa và CaNO3 hai lần, rồi cân bằng 2AgNO3 2AgI. Rồi các bạn thấy thằng này chính là một thằng kết tủa này. AgI kết tủa màu gì còn nhớ không? Đó là kết tủa màu vàng, ngoài ghi màu vàng cũng được, hoặc là nếu được thì ghi màu vàng hơi đậm. Vàng đậm nó phân biệt so với vàng nhạt. Thôi nếu như không mình ghi màu vàng thôi cũng ok. Ai ghi màu vàng, kết tủa vàng. Rồi, vậy thôi. Cân bằng chưa? Ai ghi, ai rồi.